Ngọc Diệp mến chào cả nhà. Hôm nay Ngọc Diệp sẽ hát cho cả nhà nghe bài vọng cổ mang tên Hà Nhớ Nhung, bác sĩ Quốc Toản viết lời. Bài hát này Ngọc Diệp mến tặng cho anh Quốc Toản. Mến chúc anh nhiều sức khỏe ạ. Thank you.
chờ một người.